tiên thì mọi người sẽ lót hết một lớp nước tổng thể vào chiếc súp lơ này và mọi người sẽ đi màu lót nha. Các bạn hay coi clip mình sẽ biết là lúc mà đi lót màu mình đi màu rất là lung tung, kiểu như là lăn qua lăn lại thôi. Mình đi màu vàng, màu xanh lá nhạt và những cái nâu đậm thì mình lại thêm xanh dương. Cái lan màu này giống như là cái củ su hào vậy đó, mọi người có thể xem lại các bài củ su hào nha. Thì chỗ nâu đậm thì mình thêm xanh dương vào, còn chỗ nào nhạt á thì mình thêm vàng vào. Và cái màu xanh lá của mình, mọi người luôn nhớ là cộng thêm tí xíu màu cam hoặc là vàng cam và màu cam xanh lá nha. Xong rồi thì mọi người chỉ cần nhấn nhá những cái góc đậm cho nó nổi cái những cái hình khối lên thôi. Xong rồi á thì sẽ đi cái phần thân này thì mọi người xem là ánh sáng chiếu từ đâu qua nha. Ánh sáng chiếu từ trên xuống, vậy thì phần nửa dưới nó luôn luôn là đậm hơn. Ở đây thì mình sẽ dùng màu xanh lá pha tí bằng cam, và đậm hơn tí xíu mình sẽ cho xanh dương, hoặc là xanh dương nó hơi trầm trầm tí xíu mà pha loãng ra ấy. Nên nhớ thì mọi người đừng có đi màu dày quá ngay cái phần thân này, vì nó sẽ trông nó không được kiểu organic, không được kiểu tươi mát lắm. Cho nên phần thân này thì mọi người đi màu rất là nhẹ nhàng thôi. Nếu như mà trong mẫu á, nó có hơi bị đậm hay là hình chụp thì người ta nhiều cái hình đó, nó không được màu không được tươi sáng lắm, thì mọi người cũng nhớ nhẹ nhẹ tay thôi. Nói chung cái phần thân này thì làm càng nhẹ thì bài nó trông càng sạch sẽ. Cái này thì mình cứ ngồi tỉ từ từ thôi, cứ sáng thì cho ánh vàng hoặc là xanh vàng, tối thì cho xanh dương đậm tí xíu hoặc là xanh lá hơi đậm đậm lên tí xíu. Cái phần tỉ tót này thì đương nhiên là mình sẽ dùng kỹ thuật ướt trên khô rồi. Mọi người đừng dùng cỏ quá nhỏ để đi nha, mình dùng cỏ to một tí xíu để mình đi. Vì cỏ to thì mình đi cái nét mà nó sẽ mướt hơn, còn dùng cỏ nhỏ thì mình phải di cỏ nhiều lần thì cái bài nó không được trong trẻo nữa. Thì cứ đi từ từ thôi là được rồi. Cái hình sau thì mình cứ nhìn đi lại như vậy. Còn cái phần mà bị cắt ngang cái phần thân nó thì mình sẽ tan tí xíu màu vàng đất vào. Bây giờ tới cái phần lá. Phần lá thì mình sẽ đi từng cái cục trước nha, từng cái ụ lá trước. Thì mình sẽ chấm 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 màu vàng. Chấm chấm xong rồi, khi màu vàng nó chưa kịp khô thì mình lại chấm chồng lên cái màu xanh xanh lá nha. Cái chấm này á thì mọi người nhớ cho nó hơi ướt trong cỏ tí xíu, chứ đừng bị chấm khô quá. Nó chấm khô quá bài mình nó sẽ bị nát bài, nó hơi lỏng bỏng nước tí xíu. Chấm chấm xong rồi chưa kịp khô thì mình lại chấm màu xanh lên, thì cái màu xanh nó sẽ hòa quyện với cái màu vàng mình vừa chấm á, thì bài nó trông sẽ nhẹ nhàng hơn. Những chỗ nào đậm á, thì mình chấm xanh dương lên nha. Mọi người chấm khoảng 3 lớp như vậy thôi. Nếu mà chấm nhiều quá thì cái màu của mình á, nó sẽ bị sùi lên, nó sẽ không đẹp nữa. Mọi người để ý là những cái phần cái búp mà phía xa đó thì mình không có tỉ kỹ, mình để cho nó nhẹ nhẹ thôi. Mình chỉ nhấn nhá những cái búp ở gần và ngoài sáng thôi. Cái chấm này không phải là chấm từng cục rời nhau đâu, nhưng mà mọi người nếu mọi người bấm vô màn hình lại, mọi người nhìn cái phần mình chấm á, là những cái chấm này nó đều có sự liên kết với nhau. Nó giống như cái mạng nhện vậy đó, nó liên kết. Có những cái thì liên kết rất là thưa nhau, có những cái thì liên kết gần nhau, tạo những cái mảng thưa mảng gần đó, nó thay đổi mảng miếng. Thì bây giờ để cho dễ nhìn thì mình sẽ đi cái mảng sáng của những cái phần khối lá này trước. Mình cũng không biết gọi nó là cái gì thì mình cứ nói chung chung vậy ha, mọi người cũng hiểu đúng không? Thì mình cứ đi đậm đậm lên thôi. Mọi người nhớ chú ý ranh giới giữa những cái phần u này lên nha. Những cái phần u này thì ranh giới của nó mình sẽ dùng màu xanh dương đậm hơn để mình phân chia mảng. Rồi trong một cái cục như vậy á thì nó cũng đều có khối luôn. Thì cái khối của nó là cái phần, mọi người để ý cái phần rìa phía bên dưới á, mình thường không có đi quá đậm. Cái phần mà kế cái phần tối á, mình không có đi quá đậm, mình để sáng. Mình chỉ nhấn đậm ngay phần hơi giữa giữa của cái u đó thôi.
Không biết mình nói vậy mọi người có hiểu không? Sau khi xong một lớp tổng thể hết rồi thì mình bây giờ mình quay lại mình nhấn nhá những chỗ nào cần thiết. Lúc mà nhấn nhá lại thì mình chỉ nhấn cái phần bên tối thôi, những chỗ phần đậm thôi, phần sáng mình không có đi màu nữa nha. Mình để vậy cho nó trong bài. Chấm này thì mình chỉ dùng xanh lá đậm và xanh dương đậm thôi. Tại vì khi mà nhìn vào cái ảnh chụp á, mọi người thấy nó kiểu như chi chít rất là nhiều, từng cái bông một cho nhỏ xíu luôn á. Nhưng mình nghĩ nó là phải màu nước, mình không cần phải ngồi mà rị mọ tỉa từng cái bông nhỏ như vậy, nó rất là mất thời gian. Thực ra nếu mà muốn tỉa thì cũng được thôi, nhưng mà phải vẽ trên một khổ giấy lớn thì mọi người tỉa nó sẽ có không gian và nó đỡ bị mòn cái bài á, nhìn nó bị đục cái bài. Còn mình vẽ rất là nhỏ, khổ giấy của mình vẽ rất nhỏ xíu à, chỉ bằng cái bàn tay thôi, cho nên mình sẽ dùng loang nhiều hơn là chính. Sau khi xong cái phần bông nó rồi á thì mình sẽ nhấn nhá lại những cái góc khuất đó. Thì mình cũng dùng xanh dương để mình đi thôi, mình không có dùng đen, cũng không có dùng nâu hay là dùng những cái màu khác. Phần nhấn nhá lại này thì dễ rồi, chỉ khó nhất mình nghĩ khó nhất trong bài chỉ là cái phần bông thôi. Nhấn nhá lại thì cứ viền nhấn lại những cái phần mà lá non chấm chấm vài cái lỗ là được rồi. Cái phần mà bị cắt ra thì mọi người nhớ thêm nâu vàng vàng nữa, nhấn nhá là được một xíu là xong. Thì cái này muốn nhìn cho nó có không gian tí xíu thì mọi người vẽ tranh thì lưu ý là ánh sáng chiếu từ hướng nào thì cái phần bông cải rồi cái phần thân phía bên sáng nó cũng sẽ nhạt hơn, còn phần nửa tối còn lại nó sẽ đậm hơn một chút xíu nha, nhìn cho nó có không gian. Thì như mọi clip của mình thì chỉ là vẽ xong, nếu vẽ không tỉ kỹ lắm thì mình viền lại thôi. Viền thì viền nhẹ nhàng thôi cho nó rõ cái khối hơn là được rồi, không phải viền để cho nó có một cái bo rất là rõ đâu, như vậy thì nó sẽ rất là cứng. Mà phần bông cải thì mình không viền ha. Sau khi xong xuôi hết luôn thì mình đợi khô hết bài, mình sẽ dùng cò lớn mình phủ một lớp giống như bài trái thơm vậy đó. Bên sáng mình phủ lớp vàng, bên tối thì phủ lớp màu xanh dương là xong. Nhớ cái lớp phủ này lên thì không được để cho nó tan hết lớp dưới ra nha. Lớp phủ này lên á, nó dùng để nó làm cho những cái chấm của mình á nó ăn với nhau lại, nó lơi nhẹ nhàng với nhau, nó không có bị gắt quá. Còn phần bóng đổ thì mình điếu trên ướp, mình phủ một lớp nước xong rồi mình dùng màu xám xanh á, mình đi thôi là xong. Bài này khá là nhanh mà cũng dễ vẽ nữa. Ta-da! Vậy là xong rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Nhớ like, share và subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người.